nhà hoành tráng, xa hoa của các nữ MC nổi tiếng VTV. Những nữ MC VTV vừa xinh đẹp, nổi tiếng vừa sở hữu những ngôi nhà hoành tráng, đáng mơ ước. MC Minh Hà. Minh Hà là một trong những biên tập viên, MC nổi tiếng của VTV. Ở tuổi 33, Minh Hà đã sở hữu một căn nhà hoành tráng, khiến nhiều người phải trầm trồ, ao ước. Được biết, căn nhà nữ MC VTV này sở hữu có mặt tiền to rộng, được trang bị nội thất sang trọng như một khách sạn 5 sao. Mới đây, những hình ảnh về phòng riêng của nữ MC cũng được hé lộ, nhiều người xem trầm trồ cho biết căn nhà của nữ MC không khác gì như một khách sạn 5 sao. Nội thất được thiết kế theo phong cách cổ điển, nhưng trang nhã. MC Minh Trang. Minh Trang là biên tập viên MC của chương trình Thời sự VTV. Minh Trang từng chia sẻ cô hiện đang sống tại một căn hộ chung cư rộng 140 m², vì yêu nghệ thuật, cô có thể hát, múa, và chơi đàn, nên trong nhà không thể thiếu chiếc đàn piano, để lúc rảnh cô có thể hòa mình vào một bản nhạc cho khuây khỏa. Bên cạnh đó, nữ MC cũng cho hay, vì yêu thích hoa, và cây cối, nên cô thường xuyên thay đổi cắm các loại hoa trong nhà, để căn phòng thêm ấm áp, dịu dàng. Nữ MC VTV cho hay, phòng khách được thiết kế với tông, màu trắng trầm là chủ đạo. Trong nhà nữ MC luôn luôn có hoa. Ban công căn nhà, được trồng rất nhiều hoa, và cây xanh. MC Diệp Chi. Diệp Chi, được biết đến trong vai trò MC, biên tập viên giàu kinh nghiệm của VTV. Diệp Chi từng cầm trịch nhiều chương trình nổi tiếng như Dung Chuông, Vàng, Đối Mặt Điều Ước Thứ Bảy. Và hiện tại là MC quen thuộc của Đường Lên Đỉnh Olympia. Bên cạnh thời gian dành cho công việc, Diệp Chi còn có tổ ấm riêng tràn ngập niềm vui cùng cô con gái đáng yêu tên Sumo. Mới đây, MC 8X gây chú ý khi lần đầu tiên chia sẻ ngôi nhà của hai mẹ con sau nửa năm dọn về sinh sống. Phòng bếp vô cùng hiện đại, góc vẽ, và đọc sách của Sumo con của nữ MC VTV. Phòng ngủ của nữ MC, biên tập viên MC Ngọc Trinh. Dương Ngọc Trinh sinh ra trong một gia đình giàu có. MC của chương trình Chuyển động 24 giờ sở hữu dàn siêu xe, túi hiệu cùng đồng hồ bạc tỷ, khiến ai cũng phải ghen tị. Cách đây không lâu, Ngọc Trinh khiến dân tình ngưỡng mộ khi khoe không gian nhà mình, dù chỉ là một bức ảnh, nhưng có thể thấy nhà của nữ MC Ngọc Trinh vô cùng lộng lẫy. Nếu tôi đọc nghe không hay, thì xin gạch đá cứ bay vào mồm. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh. Xin chào, và hẹn gặp lại.